Chào các bạn xem video nha. Video hướng dẫn các bạn là cách ủ phân chuồng này cho hiệu quả nhé. Phân chuồng này có phân gà, phân bò, rồi thậm chí là những đậu tương, đậu lành, rồi xác rác các bạn nhé. Đó. Rồi cá này. Đây là phân bò các bạn này. Mình để bao khoảng tầm 10-12 kg này, xa gốc một tí. Tất cả xa gốc nhé. Đó. Mình để nguyên bao như vậy. Các bạn có thể là ủ là các bạn làm đánh đống thì nó sẽ một cái đều hơn, nhưng mình công việc cũng bận nên là mình dùng bao này và cho nó từ từ đó. Lát nữa mình dùng con dao mình rạch cho các bạn này, xong mình bỏ những chi chô đạt ma các bạn nhé. Công dụng của chi chô đạt ma là nó sẽ phân hủy, nó ăn những cái xác của cái phân bò các bạn ạ. Nó sẽ ăn xác của những cái bã như rác này, rồi đậu lành, tức là thực vật đấy. Thì trong này phân chuồng thì phân bò là nó ăn cỏ và nó lành hơn, vì cỏ là hữu cơ nhiều ạ, ít tạp chất hơn. Phân heo ăn cám thì nó sẽ mặn và tạp chất nhiều hơn nên là nấm bệnh nhiều hơn. Các bạn phải bỏ cái phân chi cô này bỏ phân chuồng để cho nó hoai mục, rồi cho lên men thì nó diệt những cái nấm có hại trong cái phân đi. Thì các bạn nó mới ra ngoài, bay ra ngoài ấy, thì các bạn hấp thụ được, nó không bị vàng lá thối rễ các bạn nhé. Các bạn mà bỏ tươi như vậy ấy, không bỏ chi cô này vào ấy, thì các bạn dễ bị bệnh lắm, dễ bị vàng lá thối rễ lắm. Cho nên chúng ta phải bắt buộc bỏ chi cô nhé. Chi cô lấy rất là tốt, thứ nhất là làm phân hủy này, thành dạng mùn này, thứ hai là diệt những nấm có hại này và làm tơi xốp xốp cho đất. Đây 1 kg các bạn nhá. 1 tấn phân chuồng các bạn ủ là 2-3 kg nhá, 3 kg chico này là càng tốt này. Tầm 3 tháng là nó mục hết. Nó hết mùi này. Tôi xốp mang đi bón là ok. Nhưng mà mình để xa gốc này mình cho ăn từ từ các bạn này. Đó. Khi nó mục cái bao này ra này là cây nó ăn là vừa. Chico thì chia ra làm hai loại các bạn nhá. Một loại là chỉ có ăn thực vật thôi. Đó là phân chuồng với lại rác đấy. Đậu tương, đậu lành đấy, là thực vật đấy nhá. Còn một loại là vừa ăn thực vật và vừa ăn động vật đấy. Vừa có thể ủ đậu tương, đậu lành được, ủ phân chuồng được và vừa ủ phân cá được các bạn nhá. Đây là chế phẩm AM dạng chai, dạng nước 1 lít của Nông Lâm. Thì một tạ cá các bạn có thể ủ là 2 chai này. Đó, hai chai này các bạn chỉ cần bỏ mỗi cái này thôi là nó sẽ mục. Còn nếu các bạn mà ủ vào đống phân thì các bạn phải tầm 40-50 cm nha các bạn, rắc đều một lớp chi cho lên và thêm 40-50 cm rắc thêm một lớp nữa, cứ làm như thế thì một cái đống. Các bạn dùng cái bạt ấy, bạt màu có màu nha, các bạn che lại, tưới nước, các bạn tưới nước vào phân đấy, các bạn che lại để chống nắng này, chống mưa, nó tạo một cái khí gà các bạn, nó sẽ lên men, các bạn dỡ nó sẽ trắng xóa, là chi cô đang phân đang làm tác dụng các bạn nhá. Đấy, nó trắng là lên men đấy. Các bạn phải giữ ẩm nhá, tất cả những cái phân trong bao này các bạn phải quay bếp này, giữ ẩm nó để con chi cô nó phát triển, nó sống. Đó. Chi cô là chia ra hai loại, một loại này thì gói này có 1 kg còn này, chuyên để ủ thực vật này, và các loại chai nước này chuyên ủ xác động vật và thực vật. Nếu các bạn mà theo lời khuyên mình, nếu các bạn mà ủ thực vật đấy thì các bạn nên lấy con 1 kg này. Đó, nó sẽ rắc nó dễ hơn, nó sẽ đều hơn, chúng ta có cảm giác tay hơn. Còn các bạn mà ủ cá thì một cái phi thì các bạn cứ đổ 2 chai này, 1 lít này vào một cái phi vào khoảng 100 kg cá nhé. Như vậy thì chúng ta bón ra ngoài đất nó mới lành cây được. Chúng ta không ủ cái loại này nó sẽ để tươi như vậy nó sẽ nấm khuẩn rất nhiều các bạn, tạp chất rất nhiều. Đó là những gì mình chia sẻ cho các bạn nhé. Bây giờ mình tiến hành đi ủ những phân bao này. Đó, nó rạch ra.
Các bạn thấy video hữu ích nha, bấm like, chia sẻ, nhấn ghi kênh để ủng hộ tôi nhé. Các bạn có thể hỏi mua những cái chế phẩm này, chế phẩm Chico EM này, ở ngoài cửa hàng vật tư nông nghiệp gần chỗ các bạn. Nếu chỗ các bạn không có thì có thể mua qua shop online nhé, tôi ship về nơi cho các bạn. Phân chuồng nó tốt cho cái trồng các bạn ạ, phân hữu cơ, tại vì cây nó thích ăn phân hữu cơ các bạn nhé. Thì các bạn mà muốn tăng năng suất thì các bạn nên kết hợp với phân vô cơ hóa học các bạn, NPK. Chúng ta chuẩn theo tỷ lệ từng giai đoạn, nó cần những chất gì chúng ta đưa vào đúng cái chất đó thì nó sẽ tăng năng suất và sẽ ra bông, ra trái nhiều các bạn nhé. Nhưng cái nền và chính vẫn là hữu cơ để cho đất tơi xốp cũng như là cây nó sẽ tốt ổn định hơn, cho pH nó ổn định, ít tụt pH. Các bạn nằm trong phân hữu cơ, những phân cá này hoặc là những phân chuồng này, phân đậu tương con này, khi các bạn ủ xong rồi các bạn đưa ngoài xài, các bạn nên tăng thêm kali cho nó để tăng độ cứng cây các bạn, vừa tốt cây vừa cứng cây. Để tăng kali thì các bạn nên bỏ cân đối, ví dụ như là một phi đậu tương chẳng hạn, một phi đậu tương các bạn ủ ra xong thành 200 lít chẳng hạn, các bạn nên thêm khoảng 20 kg kali. Còn phân chuồng thì khoảng 1 tấn phân này, thì các bạn nên thêm khoảng tầm 40 kg kali các bạn nhé, để vừa tốt cây và tăng độ cứng cây, tăng sức đề kháng cho cây. Ok, bây giờ mình sẽ tưới nước giữ ẩm cho cái phân này.